vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog ngày hôm nay của Duy á. Duy thông báo các bạn là Duy mới tập vai và tay sau xong rồi đi vô nhà vệ sinh toilet của THOL Gym Center, nó lạnh quá, nó tan hết mồ hôi rồi bạn. Bởi vậy cái quan điểm của Duy từ trước giờ là rất ghét tập phòng gym mới lạnh, ức chế cảm giác muốn ra mà ra không được, rất là thốn hả. Trong chương trình vlog ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ một cái đề tài rất ngắn gọn với các bạn trẻ mới tập gym thường hay mắc phải á, đó là những cái bài tập vai chết người, tập vai mà kể như tập xong mà gãy tay mà lội xương á, chứ không phải giỡn đâu đó. Xin mời bạn theo dõi. Bây giờ các bạn tập vai á, thì một cái bài căn bản nhất là với cây barbell. Thì cây barbell mà các bạn sẽ thấy ai đó trong phòng gym tập với cái động tác mà đặt sau đầu như vậy rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Đúng không? Nó nhẹ, đúng không? Đương nhiên là gì minh họa mới tại nhẹ. Thì nó chỉ nó sẽ bình thường. Hạ xuống. Ngay đây. Ngay cái vị trí này, vị trí chết người nè mày. Ngay vị trí này là cái vai khóa. Vai khóa. Cùi chỏ không có lực đó, cơ thể mình yếu nhất ngay cái thời điểm ngày này mà bây giờ chúng ta đẩy lên chết chặt. Và thực tế có rất là nhiều bạn trẻ mới tập chừng mấy tháng nè, 6-7 tháng tập bài này lội xương hoài, vậy lội xương hoài, lội như cơm bữa luôn đó. Cái tình trạng này nó sẽ xảy ra ở nhiều cái phòng tạ bình dân, người ta tập không sao hết, các bạn vô tập hoài chết. Duy tập đâu sao đâu. Duy tập không sao tại vì nó nhẹ và Duy tập quen. Và khi Duy tập nó Duy né được những cái điểm chết. Ví dụ Duy tập về đó. Vậy là không sao, nhưng mà vẫn nguy hiểm. Nó vậy đúng không? Còn tưởng tượng coi. Ví dụ làm sao đi, nó nặng vậy sao ta. Nó là Duy diễn đó nha, mình còn nó té kiểu kia là không biết được đó nha. Rất là nguy hiểm và đất chết người. Nó tóm lại, gặp bài đó bỏ cho Duy. Bỏ, không có lý do tôi phải tập hết. Nó không phải là bài quan trọng, nó không phải là bài cốt lõi, mà nó chỉ là một bài tập thôi. Mà một bài tập nó mang cho tôi cái độ rủi ro rất ghê. Theo Duy đánh giá, bài này là nguy hiểm nhất trong tất cả bài vai. Tạ nằm là sao óc bạn, bạn sẽ không tự chủ được, bạn sẽ không điều khiển được. Nó, nếu mà nó chuyện xảy ra là bạn chết. Mà tại những cái vị trí trong động tác đó, nó sẽ làm cho cái cơ bắp, cái khớp của bạn rất là yếu và nó bị khóa lại. Bạn sẽ không tập được. Nội lên thì nó khó rồi nè, bài này nè. Nói gì ra làm sao vậy Minh Hòa? Còn khởi động thì nhẹ tay ra thì ok. Nhưng mà vấn đề như đang nói là chúng ta tập thật. Không tập rồi nè. Tay khóa bắt hết. Tay không có buồn, không có đẹp, còn cầm dây cảm được nữa. Cầm dây chắc đẹp nữa. Có thể cầm dây nè. Mẹ ơi, mẹ sao đẩy. Dạ. Thấy cái lưng nó dảnh không? Cái lưng nó dảnh vậy đủ ghê rồi. Đó. Người bằng cái trọng tâm nó không có chuẩn nè. Cái lưng còn phải để dày nó đè. Hứa ra sao nó lập. Cứ gì chết đi. Đó. Dạ. Xuống tới đây là đau rồi đó. Không biết sao xuống tới đây là đau rồi. Là đừng có sức tập. Dạ. Thôi bỏ đi nha. Bài tập vai với tạ barbell để sau đầu như vậy là không tập rất nguy hiểm. Cảnh báo bạn nha, vậy thì giá pháp cũng thế. Thì bắt tập đấy trước thôi. Liên quan gì nó. Như vậy cơ vai full mạnh. Bài này ok. Không thì chấn thương đó. Bài này có chuẩn nè. Không. Dây đẩy về đúng, xuống về sai. Sai. Đúng không? Đẩy về mà đúng. Đó là bài số 1. Nhớ, không tập sau đầu, không tập sau óc bằng bất kỳ lý do nào. Ngay cả khởi động, hãy bỏ bài này, bài này là bài sai. Bài này là bài sai rất nguy hiểm cho các bạn. Và từ những cái lý thuyết mà Duy phân tích nãy giờ cộng với những cái gì thực tiễn mình chứng kiến, rất nhiều bạn chết những bài này
Qua bài số 2. Bạn sẽ thấy có cái trường hợp gì nè. Nặng vậy. À, bài này à, nó không nguy hiểm. Nó không nguy hiểm nhưng mà nó bị sai chỗ là người bầm nó bị vẹo. Rồi tưởng tượng á, Duy đang ngồi đâu có ai đâu. Nó vẹo mà mới đẩy được mà. Nó vẹo bên này nè. Cuộc sống của bạn về lâu về dài chết không phải giỡn đâu. Thấy không? Đẩy này. Đẩy. Má ơi mỏi quá. Nó vẹo. Khoa tập lưng đau quá. Bài tập lưng lỏ lưng thiệt đó thầy. Tập bài lưng nó khỏe. Đổi bên coi. Đổi bên coi. Tập bài này khỏi tập lưng dưới rồi. Thì trước sau Dũng vô bệnh viện rồi tập chi nữa. Đó không? Nói lại, cái bài vừa rồi xét về nguyên tắc tập vai không sai, nhưng mà xét về nguyên tắc an toàn nó sai. Nó sai chỗ cái lưng bằng bị mẹo á. Và tập bên này mẻn cái lưng bên này tập. Đó. Sau đó mà tập bên này phải ẻn cái lưng qua. Đó. Ẻn lưng qua để cho thăng bằng mới tập được. Khi bằng đẩy như vậy trọng tâm vai của bạn nó cũng chuẩn nữa. Mệt quá. Vậy thì giải pháp sao đây? Giải pháp chúng ta phải tập đều hai bên mới tập vai xong giờ đẩy được phải đủ bạn ơi. Quá. Đẩy đều hai bên nha. Mà nhớ khi đẩy đừng có dang hai cái tay rộng quá. Thì chỉ một chỏ về phía trước một chút để cho nó an toàn. Đó là người mà kinh nghiệm nha. Đó là Duy đã phân tích với các bạn hai bài tập vai mà Duy thấy các bạn tập sai nhiều nhất trong game. Tập sai nhiều nhất, cái tần suất và tập sai hai bài rất nhiều. Và cũng đã chỉ luôn các bạn cái cách khắc phục. Thì các bạn chỉ cần theo video này để cho chúng ta có một đôi vai đẹp, mà chúng ta không bị chấn thương, không bị gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe trong game. Đó, thì một ngày mình học chút đỉnh thôi. Qua những cái buổi sau thì Duy sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài tập khác mà nó cũng hiệu quả và nó cũng rất hữu ích cho các bạn. Hãy đăng ký kênh cho các bạn theo dõi vlog của Duy Nguyễn, vừa hài vừa vui lại có thêm kiến thức. Xin ái kính chào. Ôi đất mẹ ngày nào tôi đã sống nghe bát ngát cá mòn trời sâu rộng, đàn chim vui líu lo qua vườn chuối nơi hạ nguồn chính con sông gặp nhau. Theo nhau về hương phù sa thơm ngát, mang vị ngọt đến từ miền đất quê hương. Họ ơi, ơi họ ơi, về miền Tây xây cả một màu xanh, cả đồng lúa vàng rực dưới ánh trăng thanh. Nhìn quê hương mang hình nắng tre quạt, từng ru tôi những điệu hát trên sông. Họ ơi, mà giờ đây chỉ dõi bước xa trông, ngắm hoàng hôn rơi trên từng chiếc lá. Biết ra đi là muôn vàn mai nhớ, nhớ những ngày thơ dại sống vui tươi. Em có nghe trong làng gió đơn côi, dòng thơ anh lời yêu không dám.